Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Ska thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Trời ơi, đồng thế nhỉ. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một buổi tối thật toàn và hy vọng là mình sẽ không chết sớm ở đây. Đầu quỷ này. Ui, cũng là chỉ 4 chưa mình tăng mình đây. Một anh chàng có đầu quỷ anh em ạ. Trời ơi, MP5 đây nhá. Bạn này đúng là như là manh chiếu mới, chưa từng trải lần nào. Dám cầm lục mà lại chơi mình, trong khi khu vực này đâu phải ít người đâu. Việc quan trọng lúc đầu game không phải là giết người mà là kiếm súng cơ. Quá chuẩn luôn. Ấy, anh em bên dưới đang bắn nhau khá là gắt. Và như là anh chàng đầu quỷ này cũng đi solo thì quát giống mình như sao ấy. Sợ quá. Theo như cái UAV lúc đầu game thì quanh đây cũng phải tầm ấy, có anh chàng vừa bắn mình. Bắn mình mà được à? Nào, ra đây. Oh dude, you're drinking cum powder? Oh! À, hơi loạn nhịp rồi. Đi đâu đấy bạn ơi? Ui. À. Khó, 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 chết mẹ mày rồi con. Bắn bằng lục ra. Này thì bắn bằng lục này. Này thì bắn bằng lục này. Bướng phải không? Đùa với mình nhỉ? Thì ra là bạn ấy cầm cây UMP. Làm ban nãy mình nhận tưởng là cây Vector cơ, nghe tiếng rất quen quen. Cũng may là mình còn sơ cua được thêm chút đạn, chứ không mà chỉ có mỗi cái đạn ở trong súng không thì chắc là pha vừa rồi mình cũng toang rồi. Phụ kiện thì rất là ngon, mỗi tội là súng của mình không cần phụ kiện, thế nó mới đau chứ lị. MP5 là một trong những cây súng mà dễ vứt tâm nhất ở trong tử chiến, còn trong đấu danh thì hên xui. Thôi, các bạn bắn nhau thì kệ các bạn ấy thôi, việc của mình là lúc đồ mà. Máu me đầy đây này. Giáp mũ cũng rất là nhiều. Mình đang cần một cây súng trường. Cầm hai cây tiểu liên này cũng không phải là một cái phương án hiệu quả đâu. Bom keo. Toàn thấy súng tiểu liên thế này. Ôi rồi. Có bom keo anh em ơi. Không thể lãng phí được. Bắn nhau ở trên này đúng không? Lên kiếm kêu. Đâu rồi? Ban nãy mình có nghe tiếng anh chàng nào đó bắn ở trên này mà. Không biết là test súng hay là bắn người đây. Nhưng mà sau một viên đạn cái thấy im du luôn. Căng nhờ. Thì ra là muốn mồi mình lên đây. Thế là bạn mồi nhầm người rồi. Thế là bạn mồi nhầm người rồi. Yeah. Ông kêu hay đấy. Hay đấy bạn ơi. Nhưng mà lỗi rồi. Tự dưng lại nhảy ra làm gì. Anh chàng này hơi ẩu anh em ạ. Nhưng mà cuộc sống mà. Những trận đấu thì sẽ là người thầy dạy cho các bạn những kinh nghiệm. Mình được 3 kill anh em. Không biết là kho còn người hay không. Vector kìa. Cái cây súng Vector thì mình nghĩ là nó chỉ có lợi trong tử chiến thôi. Còn trong đấu danh nhé, nếu như mà anh em mà đi một mình nhé, thì nó sẽ hơi hơi thiệt một chút. Tại vì là nếu như mà bắn một cây ấy, thì nó không mạnh. Mà bắn hai cây ấy, thì anh em sẽ bị thiệt ở tầm xa. Nên là thôi, cứ MP với lại shotgun dùng cho anh chắc ăn. Tính ra ở đây vẫn còn nhiều đồ ấy chứ. Thế mà các bạn ấy không chịu lo lút đồ. Công nhận là những người mà nhảy vào đây toàn thích giết người thôi. Chắc là sắp tới mình sẽ đầu tư kinh phí làm chuyến xe chạy từ khu quân sự đến đầu làng. Chào cậu. Ê. Bình tĩnh mà bạn ơi, làm gì mà căng. Bắn đi nè. Bắn mình đi nè. Nào, ra đây. Không ra thì mình vô. Đúng là sai lầm tuổi trẻ anh em ạ. Bồng bột lắm. Không biết là có bom keo hay không nhưng mà lại chạy vào núp ở góc này. Kia
liệu có phải là đồng đội của bạn ấy tới không? Ô, chạy đi rồi à? Mình cứ nghĩ là lao xuống đây để mà trả thù đồng đội, ai dè chạy mất hút luôn. À, thế là mình nhầm rồi anh em ơi. Bạn ấy không chạy, chỉ là bạn ấy đang tìm thời cơ mà thôi. Bạn này xứng đáng nhận được 10 điểm anh em ạ. Ê, ê, đừng ngẩu nha bạn ơi. Ơ, chết rồi. Sai lầm rồi bạn ơi, sai lầm rồi bạn ơi. Nhảy ra thế là dở rồi, vẫn còn một người này. Nào, tới đây. Xong, lia. Bạn cuối cùng đang lưỡng lự không biết là nên cứu hay nên bắn. Đâm ra là không quyết đoán thì thôi, làm trận mới cho trận sau nó quyết đoán nhá. Anh em có công nhận một điều là cái kỹ năng của nhân vật Chrono lợi không? Có nhiều bạn bảo là nhân vật này không lợi, nhưng mà mình thấy lợi lắm anh em. Chạy thì nhanh, chạy nhanh hơn cả Alok nha. Nhiều bạn bảo là chạy nhanh không bằng, nhưng mà thực ra là nhanh hơn đấy. Lại còn được cái lớp lá chắn rất là lâu nữa chứ. Đúng là cái gì đã là của mình thì kiểu gì nó vẫn là của mình. Cái gì không phải là của mình thì tìm mãi nó vẫn không thấy đâu. Lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn rồi đấy. Tính đi kiếm cây phóng lựu nhưng mà chạy mấy cái thính rồi, không được anh em ạ. Cay thế chứ lệ. Nếu mà quy đổi cái quãng đường mình đi thì chắc là phải bằng từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi đấy. Làm gì đấy bạn ơi? Làm gì đấy bạn ơi? Lại là một manh chiếu mới, chưa từng trải lần nào. Lại thích bướng với xe anh em ạ. Đúng là giống mình thời tuổi trẻ mà. Ngày xưa mình cũng hay kiểu đứng đối đầu với xe lắm. Kiểu như là để bắn vào đầu địch cho nó chết đấy. Cảm giác đấy sướng lắm. Nhưng mà 10 lần thì 9 lần bị xe đâm rồi. Có mỗi một lần là hên nó vào đầu thôi. Gục nha. Và từ đấy là mình bỏ luôn cái vụ mà đối đầu với xe. Khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Team này vẫn còn người nha anh em. Mình mới bắn được có 2 người thôi. Đó, dưới tháp kìa. Xuống chơi luôn đi. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bạn bị kinh rồi. Cùng lắm thì ra đầu làng chứ làm gì đâu. Không biết là đầu làng anh em là cái gì, nhưng mà đầu làng làng mình là cái bãi tha ma đấy anh em. Nguy hiểm lắm. À, dưới kia có bắn nhau. Thì ra là thế. Đây, mình tới đây. Chờ chút, mình tới bây giờ. Còn có 9 người thôi à? Mọi người để ý nhá. Cái kỹ năng Chrono của mình nó hồi rất là nhanh. Nhanh cực kỳ luôn. Yếu. Xong. Không biết là nếu như mà đồng đội ấy, cả 4 người đều mang Chrono, xong rồi vào những cái vòng bo cuối ấy, cứ lần lượt từng người bật lên, thì không biết là thứ gì chịu được. Thôi, vào bo thôi. A few moments later. Bắn nhau ở đâu ấy nhở? Ê, hồn chim én. Phí cái gì? Rồi. Ngọt lý. Lâu lắm rồi không bắn lại cây M14. Tự dưng mình thấy cây M14 nó vẫn mạnh như xưa. Nhà đá có người kìa. Nhưng mà thôi, giờ này có lẽ là mình nên vào bo trước. Cái bo sắp tới là chúng ta nó sẽ không có qua một căn nhà nào. Đây rồi, góc này đúng đẹp này. Đấy, khi anh em bắn nhau thì nhớ lựa lựa mấy cái mép đồi này nhá. Địch không thể nào bắt tâm được vào mình đâu, mà mình lại thả ga bắn địch. Nhớ để ý đằng sau. Anh chàng nhà đá không chạy bo nhờ? Hay là quyết tử ngoài bo? Hay là bạn ấy chạy vòng rồi mà mình không để ý ta? Chạy chưa? Vẫn không chạy anh em ạ. Lì nhè. Ờ. Không có rồi. Hình như là bạn ấy chạy rồi. Thôi, chạy rồi thôi. Mình cũng kiếm chỗ mình vào bo đây. Ây da. Bo tới trống quá nhờ.
Đúng rồi, bắn nhau đi các bạn ơi. Mình đáng sợ là một team 4 người. Còn 2 người nữa phải không? Không kêu nhanh đấy. Không biết là còn một team 2 người hay là còn một team 1 người đây. À hay quá, các bạn đã bắn nhau. Rồi ôi tuyệt vời. Như vậy là còn đúng một người. Top 1 ở đây chứ đâu. Hy vọng là ngày hôm nay mình không có duyên với số 2. Ước gì top 3 giết một người lên top 1 cái thì sướng nhỉ. Bạn ấy cũng chọi bom, nhưng rất tiếc là cái góc của bạn ấy nó xa hơn góc của mình, đâm ra là bạn ấy chọi nó không trúng. Nhưng mà không có gì phải vội cả anh em ơi, cứ bình tĩnh thôi. 3, 2, 1. Rồi, xa quá rồi. Ta lại phải chờ thôi. Rồi, bạn gì ơi, nhà bạn có bán lựu không ạ? Buồn lắm lựu thế. Yeah, bạn xin mình tí tiết thì mình xin bạn cái đầu, coi như là huề nhá. Yeah, lâu lắm rồi mới được số 1. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!